Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA phối hợp với Báo Đầu tư tổ chức Diễn đàn Đối thoại Châu Á-Thái Bình Dương 2024 với chủ đề Thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nhằm mục đích tạo ra một nền tảng cho tư duy sáng tạo và giao lưu chiến lược giữa các bên liên quan trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Theo Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc, kinh tế thế giới vốn chưa phục hồi được từ sau đại dịch COVID-19 lại phải chịu áp lực của những bất ổn chính trị, khiến việc kết nối lại các chuỗi cung ứng, dòng chảy đầu tư, thương mại gặp khó khăn. Dù vậy, gần đây, những triển vọng kinh tế thương mại toàn cầu có dấu hiệu khả quan, trong đó châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục nổi lên như một trung tâm năng động, duy trì được xu thế tăng trưởng kinh tế cao so với thế giới. Tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ, v.v. Thông qua diễn đàn, ACCA mong muốn góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác và tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để đưa Việt Nam trở thành một trong những hình mẫu về tăng trưởng xanh, thực hiện tốt các cam kết quốc tế về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.